Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, sáng 3 tháng 1, đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn An Châu, huyện Châu Thành để thông tin những nội dung kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp cuối năm 2022. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện và thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023, báo cáo kết quả giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri thị trấn An Châu tham dự tại các điểm cầu đều phấn khởi và đồng tình cao với ý kiến phản hồi của các cơ quan chuyên môn. Cũng trong dịp này, tại buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn An Châu, các cử tri đã gửi gắm các ý kiến kiến nghị xoay quanh các vấn đề như nâng cấp lộ giao thông nông thôn trên địa bàn thị trấn, xử lý tình trạng sạt lở dọc kênh chất cà đao, xử lý xe quá tải, vấn đề ô nhiễm môi trường. Sau khi nghe qua ý kiến cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp cùng các ngành liên quan tiếp thu các ý kiến cử tri và trả lời thỏa đáng các vấn đề cử tri quan tâm.